Chương 6. Kẻ sống sót Câu chuyện về Asmitis trên mặt trăng Câu chuyện về cách vi khuẩn từ trái đất tồn tại hơn 2 năm trên bề mặt mặt trăng đã được biết đến nhiều trong niên sử của chương trình Vũ trụ Hoa Kỳ và hơn thế nữa. Ở những nơi khác nhau, từ các tạp chí được bình duyệt đến các nguồn chính thức của cơ quan không gian, Wikipedia và các trang web ngoài lệ câu chuyện về cách các kỹ thuật viên tại NASA tìm thấy vi khuẩn streptococcus mitis gọi tắt là s mitis có thể sống được bên trong thiết bị lấy từ mặt trăng và trở về trái đất với các phi hành gia đã được nhân rộng và được báo cáo là sự thật trong nhiều thập kỷ tuy nhiên một số người hoài nghi đã tranh cãi trong nhiều năm rằng những gì được mô tả là vi khuẩn sống sót sau một chuyến du ngoạn tới mặt trăng và quay trở lại thực sự là vi khuẩn không bao giờ rời khỏi trái đất. Câu chuyện liên quan đến một tập hợp các yêu sách đã bị tranh chấp khi chúng lần đầu tiên được công khai và vẫn còn tranh chấp cho đến ngày nay. Chương này sẽ cho thấy câu chuyện về sự tồn tại đáng chú ý của vi khuẩn trái đất trong môi trường mặt trăng khắc nghiệt trong một thời gian dài không phải là sự thật mà là văn hóa dân gian. Hơn 30 năm sau khi câu chuyện được kể lần đầu tiên không có khả năng nó có thể được chứng minh một cách chắc chắn là đúng hay sai. Tuy nhiên, hiện nay bằng chứng chỉ ra sai, phần lớn nhờ vào việc khai quật các hồ sơ trực quan cũ về quy trình phòng sạch. Tôi đưa ra trường hợp ở đây rằng, tuyên bố rằng S. Maitis đã đi từ trái đất lên mặt trăng, quay trở lại trái đất và sống lại trong một phòng thí nghiệm không đủ điều kiện là sự thật khoa học. Tôi khám phá câu chuyện này như một trường hợp thú vị trong việc xây dựng xã hội của các sự kiện khoa học, và tôi xem xét cách một vài bức ảnh có thể tin đường hàng nghìn từ. Năm 1969, các phi hành gia trong sứ mệnh Apollo 12 của NASA lên mặt trăng đã thu thập các bộ phận của tàu đổ bộ mặt trăng, robot Surveyor 3 của cơ quan để trở về trái đất. Năm 1971, hai kỹ thuật viên từng làm việc về phân tích vi khuẩn của các bộ phận tại Trung tâm tàu vũ trụ có người lái của NASA MSC này là Trung tâm không gian Johnson tuyên bố rằng họ đã có thể phát triển Streptococcus mitis từ một miếng gạt của các bộ phận Họ kết luận rằng S. mitis đã bay lên mặt trăng trên Surveyor 3 sống sót trên bề mặt trong 27 tháng và sống lại khi trở về trái đất và sống lại khi trở về trái đất và các điều kiện môi trường thuận lợi hơn hàm ý là sự sống của sinh vật trên cạn có thể tồn tại trên bề mặt của mặt trăng. NASA sau đó đã công bố những phát hiện này trong một báo cáo năm 1972. Phân tích vật liệu và ảnh của Surveyor 3 được trả về bởi Apollo 12. Năm 1974, tạp chí uy tín hàng năm về sinh vật học đã xuất bản một bài báo về những tiến bộ trong vi sinh học không gian. Bài báo này đưa ra tuyên bố về việc As Midas, sống sót trên mặt trăng là sự thật. Trong ba thập kỷ tiếp theo, bài báo đánh giá hàng năm đã được trích dẫn trong 31 bài báo trên tạp chí được bình duyệt và ở những nơi khác nhau, từ các tờ thông tin của NASA đến các mục trên Wikipedia và các trang web. Tường thuật về cách Asmites sống sót trong 31 tháng trên mặt trăng và đến trở lại cuộc sống trên trái đất đã được tái bản rộng rãi như là sự thật toàn bộ câu chuyện về Asmites trên mặt trăng như sau. Vào ngày 17 tháng 4 năm 1967, NASA đã phóng tàu vũ trụ Surveyor 3 lên mặt trăng. Surveyor 3 hạ cánh nhẹ nhàng lên mặt trăng vào ngày 20 tháng 4 năm 1967 với một bộ công cụ bao gồm một máy ảnh trên tàu. Các thiết bị của Surveyor 3 đã truyền dữ liệu và hình ảnh trong 14 ngày, sau đó ngừng hoạt động sứ mệnh đã hoàn thành. Trong 2 năm và 7 tháng, Surveyor 3 đã ngồi tại địa điểm hạ cánh trên mặt trăng của nó mà không có bàn tay con người tác động. Trong một diễn biến liên quan, vào năm 1967, NASA's MSC đã hoàn thành việc xây dựng phòng thí nghiệm tiếp nhận mặt trăng LRL rộng 8.000 m2 để xử lý các vật liệu mẫu được các phi hành gia Apollo trả về trái đất. Phòng thí nghiệm bao gồm các cơ sở sinh học, khu vực cách ly phi hành đoàn và các phòng thí nghiệm phân tích khí và đếm bức xạ. Các chức năng đã nêu của LRL là phân phối mẫu cho cộng đồng khoa học, thực hiện các phép đo mẫu quan trọng về thời gian, bảo quản vĩnh viễn trong chân không một phần của mỗi mẫu, và thực hiện kiểm tra cách ly các mẫu vật chất trên mặt trăng, tàu vũ trụ và phi hành gia. Vào ngày 14 tháng 11 năm 1969, NASA đã khởi động sứ mệnh Apollo 12 của mình lên mặt trăng Chuyến du hành hạ cánh lần thứ hai lên mặt trăng với một phi hành đoàn gồm ba phi hành gia Charles Pete Conrad, Aileen Bean và Richard Gordon Jr. Vào ngày 19 tháng 11 Conrad và Bean đã hạ cánh Intrepid mô mặt trăng của họ cách nơi Surveyor 3 ngồi trong biển bão mặt trăng khoảng 163 mét Vào ngày 20 tháng 11 các phi hành gia lấy một số thiết bị từ tàu vũ trụ Surveyor, bao gồm cả máy ảnh của nó. Theo hồ sơ của sứ mệnh Apollo 12, Conrad và Bean đã cất chiếc máy ảnh này vào một gói mẫu, nén chặt, mang nó trở lại mô-đun mặt trăng và cất nó trên tàu, rồi mang nó về nhà ở trái đất. Không rõ liệu bất kỳ thành viên phi hành đoàn nào có thể đã chạm vào máy ảnh bằng tay không, hoặc hít thở vào máy ảnh bên trong mô-đun hay không phi hành đoàn Apollo 12 quay trở lại trái đất vào ngày 24 tháng 11, rơi xuống Nam Thái Bình Dương gần Pago Pago. Các bức ảnh về việc đưa phi hành đoàn Apollo 12 vào lúc rơi xuống cho thấy họ không mặc quần áo cách ly sinh học. Sau khi các phi hành gia được chuyển từ khoang chứa của họ sang một tàu sân bay, họ mặc quần áo bảo hộ và bước vào một đơn vị cách ly trên tàu sân bay gói mẫu chứa các bộ phận máy ảnh surveyor đã được lấy ra cùng với các thiết bị khác bên trong hộp và được trả lại cho msc gói mẫu đã được đưa đến và cách ly tại phòng thí nghiệm tiếp nhận mặt trăng nơi nó được đặt bên trong hai túi teflon và niêm phong để bảo quản ở nhiệt độ phòng hồ sơ hiện có của nasa không chỉ ra rõ ràng ai có thể đã xử lý gói mẫu máy ảnh trong chuyến đi từ bên trong khoang chứa sau khi thả xuống tàu sân bay và sau đó đến LRL. Vào ngày 8 tháng 1 năm 1970, nhân viên LRL bắt đầu kiểm tra camera của Surveyor. Phân tích vi sinh vật trước tiên, ngay sau khi máy ảnh được mở ra. Làm việc trong môi trường phòng sạch, các kỹ thuật viên thực hiện các xét nghiệm vi sinh vật tiêu chuẩn. Sử dụng gạt vô trùng được làm ẩm bằng dung dịch muối vô trùng để lấy mẫu các bộ phận của máy ảnh áp dụng gạt vào các vật chứa chất dinh dưỡng và chờ xem có vi khuẩn nào phát triển không. Sau 4 ngày ủ, một mẫu đã tạo ra sự phát triển của vi sinh vật có thể nhìn thấy được. Mẫu microbe laden rõ ràng được lấy từ bọt nhúng bên trong thân máy ảnh. Loại phân lập đã được xác định, với xác nhận từ Trung tâm Dịch vụ Y tế Công cộng Hoa Kỳ về Kiểm soát Dịch bệnh là Streptococcus mitis báo cáo của hai kỹ thuật viên tham gia phân tích. Vào tháng 1 năm 1971, tại Hội nghị Khoa học Mặt trăng lần thứ hai ở Houston, kết quả của phân tích này đã được báo cáo trong hai bài báo riêng biệt và sau đó được công bố trong kỷ yếu hội nghị. Trong bài báo đầu tiên, F.J. Mitchell, một thiếu tá không quân Hoa Kỳ, được giao nhiệm vụ cho Bộ phận Y tế Dự phòng của MSC của NASA và R.H. Ellis, một nhà thầu làm việc tại MSC, tuyên bố rằng S. đã được nuôi cấy trong LRL đã đi đến mặt trăng trên Surveyor 3, tồn tại trên bề mặt mặt trăng trong 2 năm rưỡi và sau khi quay trở lại trái đất, hồi sinh và tái tạo. NASA không lường trước được việc các bộ phận của Surveyor trở lại trái đất. Vì vậy, họ đã không tiến hành bất kỳ phân tích vi sinh vật nào bên trong máy ảnh của Surveyor trước khi phóng. Họ khẳng định các biện pháp khử nhiễm được thực hiện trước khi phóng Surveyor, không loại trừ khả năng tàu vũ trụ mang các sinh vật lên mặt trăng. Michelle và Alice đã mô tả rất chi tiết việc tiến hành phân tích camera Surveyor 3. Sau đây là một bản tóm tắt ngắn gọn về báo cáo của họ, bắt đầu với các quy trình phòng sạch. Máy ảnh được đặt trong một tủ hút gió dạng tầng, được trang bị bộ lọc không khí dạng hạt hiệu quả cao trong phòng phỏng vấn phi hành gia lrl nơi có hệ thống điều hòa không khí tách biệt với hệ thống được sử dụng bởi phần còn lại của lrl mọi bề mặt của tiếp xúc với máy ảnh đã được rửa kỹ hai lần bằng cồn isopropin trước khi đặt máy ảnh vào trong tủ chỉ những nhân viên trực tiếp chịu trách nhiệm tháo rời và lấy mẫu camera tv mới được phép vào phòng họ mặc mũ phẫu thuật khẩu trang và găng tay vô trùng các mẫu được lấy từ các bộ phận của camera surveyor được áp dụng cho ba loại môi trường tăng trưởng khác nhau để phân tích hiếu khí kỵ khí và nấm mốc quy trình được thiết lập cho các phân tích hiếu khí và kỵ khí bao gồm một hệ thống dự phòng và kiểm tra chéo được thiết kế để xác định nhiễm khuẩn nghi ngờ trong phòng thí nghiệm các trường hợp nhiễm khuẩn rõ ràng trong phòng thí nghiệm có thể dễ dàng được xác định và báo cáo như vậy họ báo cáo một bề mặt được lấy mẫu, một miếng bọt có kích thước 1mm khối bên trong máy ảnh, mang lại sự phát triển của vi sinh vật có thể nhìn thấy được. Mỗi bước trong quá trình thu hồi máy ảnh TV của Surveyor 3 đều được phân tích các nguồn nhiễm khuẩn có thể xảy ra, bao gồm cả việc các phi hành gia tiếp xúc với máy ảnh, thâm nhập vào mô đun mặt trăng và mô đun chỉ huy trong nhiệm vụ, và xử lý trong quá trình cách ly tháo rời và phân tích tại LRL. Michel và Ellis bác bỏ khả năng bị ô nhiễm bởi các phi hành gia trong quá trình lấy lại từ mặt trăng, vì không có vi sinh vật sống trên cạn nào được phát hiện trong các mẫu mặt trăng do các phi hành gia thu thập. Họ cũng phỏng đoán rằng tấm vải che của máy ảnh có thể đã tạo ra một rào cản đáng kể đối với việc xâm nhập các hạt mịn, thậm chí có thể là kích thước của vi khuẩn các biện pháp phòng ngừa đặc biệt luôn được thực hiện trong suốt quá trình phân tích để ngăn chặn bất kỳ lỗi xử lý nào có thể gây ra nhiễm khuẩn. Dữ liệu có sẵn cho thấy, họ kết luận, Streptococcus mitis đã được phân lập từ mẫu phơ ẩm và cho rằng vi khuẩn này đã được gửi vào máy ảnh TV của Surveyor 3 trước khi phóng tàu vũ trụ. Cũng tại cuộc họp đó, MD Nitto, MS Fevero và RH Green đã trình bày một bài báo, trong đó họ báo cáo về kết quả lấy mẫu vi sinh của hệ thống cáp điện của tàu Surveyor 3 được trả về. NETO và Green đều thuộc Phòng Thí nghiệm Sức đẩy Phản lực, nơi có tàu vũ trụ Surveyor được phát triển. Favorel đã làm việc cho trạm thực địa Phoenix của Sở Y tế Công cộng Hoa Kỳ. Họ đã báo cáo về kết quả của một thí nghiệm mà họ tiến hành để xác định liệu sự sống của vi sinh vật trên cạn nếu có trên Surveyor 3 khi phóng, có thể sống sót sau 31 tháng tiếp xúc với điều kiện bề mặt mặt trăng hay không. Phát hiện của họ đã đặt ra một số câu hỏi về báo cáo của michel và Alice. Neto, Favaro và Green đã chọn kiểm tra một đoạn dây dẫn điện chạy từ camera Surveyor đến một phần khác của tàu vũ trụ. Bởi vì các nghiên cứu trước đó đã chỉ ra rằng, mức độ nhiễm vi sinh cao có liên quan với các bó dây. Nếu trong quá trình lấy mẫu thực tế của các sợi dây, họ quan sát thấy một chất gây nhiễm khuẩn vô tình được đưa vào thì sẽ không thể tách nó khỏi Survivor trên mặt trăng. Do đó, họ nói, cần thiết phải thực hiện một số thử nghiệm mô phỏng với một đoạn dây dẫn vô trùng trước khi thử nghiệm mẫu mặt trăng. Trong các thử nghiệm mô phỏng này, tất cả các quy trình được áp dụng khi lấy mẫu cám Surveyor 3 đều được sử dụng để xác định xem liệu việc lấy mẫu có thể được thực hiện mà không bị nhiễm bẩn hay không. Các quy trình này làm tăng sự tin tưởng rằng các surveyor 3 có thể được kiểm tra mà không bị nhiễm bẩn. Họ báo cáo, trước khi mở thùng lấy mẫu môi trường kín có chứa cáp surveyor 3 và các bộ phận khác, các kỹ thuật viên đã phát hiện ra rằng nó đã bị rò rỉ. Khi thùng chứa được mở ra, nó được phát hiện có chứa nồng độ oxy cao. Người ta lo ngại liệu sự nhiễm vi khuẩn trong không khí của các lớp bọc bên ngoài có xâm nhập vào bên trong của bó dây hay không. Nghiên cứu của họ trong phòng thí nghiệm cho thấy rằng, nếu vi khuẩn trong không khí xâm nhập vào thùng chứa qua lỗ rò rỉ, thì các bọc bó dây sẽ bảo vệ các dây bên dưới nó khỏi bị nhiễm bẩn. Kết quả của họ cho thấy, không có vi sinh vật sống sót nào được thu hồi từ phần cáp Surveyor 3 đã được lấy mẫu. Họ lưu ý rằng việc thử nghiệm chân không và nhiệt của tàu vũ trụ Surveyor 3 trước khi phóng có thể giúp giảm đáng kể sự ô nhiễm vi khuẩn. Nettle, Feverell và Green kết luận rằng không có vi sinh vật nào sống sót trên bỏ dây trong quá trình tiếp xúc với mặt trăng của nó. Điều đó không có nghĩa là vi sinh vật không thể tồn tại khi tiếp xúc với môi trường mặt trăng mà chỉ là không có vi sinh vật nào được tìm thấy trên mảnh được trả lại. Hàm ý là nếu không tìm thấy vi sinh vật sống sót nào trên các mẫu dây được bảo vệ này, thì nó sẽ không có khả năng là bất kỳ vi khuẩn sống sót nào sẽ được tìm thấy trên các mẫu phần cứng khác được lấy từ Surveyor 3. NASA sau đó đã công bố những phát hiện của cả Michelle, Alice, natural và Cộng sự khi họ được báo cáo tại Hội nghị khoa học mặt trăng năm 1971 các thành phần khác nhau của trong tàu một vũ báo cáo năm 1972, 1972 đã cử phân tích vật liệu rằng và trong hai sự ly 3 do Apollo 12 đã được trở lại trong sứ mệnh Apollo 12 Michel và, và Alice có chứng minh rằng của, của các sinh vật sống sót có thể sống sót trên ngoài trừ sự hiện và quay trở lại cuộc sống trên trái đất. Được các nhà Những phát hiện của Little đã ăn vào và ảnh có làm khiến lên nghi ngờ nghiêm trọng về những không tuyên bố vì của mấy sau nào bà được thu hồi từ bất kỳ thành những phần diễn biến sau được đó thử nghiệm càng làm phức tạp thêm câu chuyện trong về bài tập tiếp theo trên mặt trăng 1974 đến năm 1974 theo Science tạp chí Citation có uy tín Index, được bình duyệt hàng bài báo Taylor về vi sinh vật đã được đã chế xuất bản trong bài báo 31 của bài báo bài báo tạp chí được bình duyệt thuộc ban giám đốc khoa, khoa học phần sống nhau của trung tâm vũ trụ NASA và trùng và miễn trước đây đến một bộ phận vật y tế và đánh giá xem hạ sĩ tử tiền thân, nghiên cứu công ty cổ phần phyto báo cáo về những cán tiến bộ trong công, công nghệ vật sinh học, không gian trong khi trong bài báo này, này, những nơi Taylor bao gồm đã trích dẫn tin các bài báo của hội nghị một nhiều mặt trang của và các trang web khác nhau và của từ đáng tin cậy đến đáng ngờ Green tài khoản về các nhiên trong mặt bản sống mình trong Taylor chỉ lưu ý những phát hiện của Michelle và đất đã được nhân rộng và được báo cáo là sự thật Do đó, sự phát triển của một tuyên bố khoa học thành một sự thật khoa học đã xảy ra. Tuy nhiên, sau 30 năm, ai đó đã quyết định xem xét câu chuyện. Trong lần thứ hai làm cán bộ bảo vệ hành tinh của NASA, năm 1998 đến 2006, John D. Rommel, một nhà sinh thái học vi sinh vật được đào tạo, đã quyết định điều tra các tuyên bố về việc Asmites sống sót trên mặt trăng và sống lại trong phòng thí nghiệm cùng với việc cạnh tranh tuyên bố rằng nó có thể là kết quả của sự ô nhiễm trong phòng thí nghiệm. Anh ấy đã nói chuyện với những người có kiến thức về phân tích LRL của máy ảnh Surveyor 3. Những người đã chỉ ra rằng quy trình phòng sạch để phân tích ít nghiêm ngặt hơn. Chương này sẽ trở lại cuộc điều tra của Ramo sau một cuộc thảo luận ngắn gọn về khoa học vi sinh vật. Đánh giá nhanh về khoa học vi sinh vật, vì nó có liên quan đến câu chuyện này sẽ giúp làm sáng tỏ câu chuyện có thật về Aschmythes trên mặt trăng đã bị làm sai lệch như thế nào. Như hầu hết mọi người đều biết quá rõ, vi khuẩn là những sinh vật cứng cáp. Chúng ta đang sống trong thời đại của virus giết người, siêu bọ và vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh. Sự lây lan toàn cầu của các bệnh thực vật, động vật và con người do vi khuẩn và các vi sinh vật khác gây ra đang là mối quan tâm ngày càng tăng khi dân số mở rộng và ngày càng di động. Sự tồn tại của sự sống vi sinh vật extremophilic, một khái niệm kỳ lạ chỉ cách đây vài thập kỷ, giờ đây đã trở thành kiến thức phổ biến. Các nhà khoa học đã tìm thấy sự sống của vi sinh vật khá nhiều ở mọi nơi họ tìm kiếm trên trái đất. Trong các miệng phun thủy nhiệt dưới biển sâu, hàng km bên dưới bề mặt hành tinh, ở nhiệt độ trên điểm sôi và dưới điểm đóng băng của nước, trong môi trường siêu axit và điều kiện siêu mặn, vân vân. Hiện nay, người ta cũng biết rằng một số vi khuẩn có thể hình thành bào tử, cấu trúc không hoạt động, không sinh sản, cho phép chúng tồn tại trong các điều kiện môi trường khắc nghiệt, chẳng hạn như nhiệt độ khắc nghiệt và thiếu nước. Đồng thời hồi sinh và sinh sản khi điều kiện được cải thiện. Một phần nhờ vào 50 năm nghiên cứu ngoại sinh vật học và thiên văn học do NASA tài trợ giờ đây người ta thường biết rằng vi khuẩn và các dạng sống khác của vi sinh vật có thể phát triển mạnh trong hầu hết mọi loại môi trường trên cạn mà khoa học đã biết và một số có thể sống sót sau những thay đổi cơ bản trong môi trường điều kiện trong nhiều năm, nhiều thế kỷ hoặc lâu hơn kiến thức này đang thúc đẩy việc tìm kiếm bằng chứng về các môi trường có thể sinh sống và sự sống trong hệ mặt trời của chúng ta. Khám phá hệ mặt trời đã tiết lộ rằng, bề mặt dưới bề mặt của sao Hỏa và các mặt trăng Jovian như Europa, Ganymede và Callisto có thể có môi trường nước lỏng có thể hỗ trợ sự sống như chúng ta đã biết. Mặt trăng Enceladus của sao Thổ dường như có một đại dương nước lỏng dưới bề mặt. Mặt trăng Titan của sao Thổ cũng rất được quan tâm với bầu khí quyển dày đặc, hóa học hữu cơ và một đại dương nước lỏng dưới bề mặt có thể có. Đối với các nhiệm vụ tới các mục tiêu này, bảo vệ hành tinh, chính sách và thực hành bảo vệ các thiên thể trong hệ mặt trời, tức là các hành tinh, mặt trăng, sao chổi và tiểu hành tinh khỏi bị ô nhiễm bởi sự sống trái đất và bảo vệ trái đất khỏi các dạng sống có thể quay trở lại các cơ quan khác trong hệ mặt trời, đã trở thành một kế hoạch phức tạp. Trở lại trái đất và mặt trăng những gì được biết về Asmitis ngày nay, nó không phải là một vi khuẩn bất thường. Theo một wiki vi khuẩn được duy trì bởi Đại học Kenyon, Streptococcus mitis là vi khuẩn cư trú trên các bề mặt cứng trong khoang miệng, như các mô cứng răng, cũng như màng nhầy và là một phần của hệ thực vật miệng. Asmitis không di động, không hình thành bào tử và sống tối ưu ở nhiệt độ từ 30 đến 35 độ C. Asmites là một phần của hệ thực vật có vú bình thường. Điểm chính về Asmites cần ghi nhớ khi câu chuyện này tiếp diễn là nó không phải là dạng bào tử trước đây và nó thích sống, thường được tìm thấy ở miệng người, ở nhiệt độ 30 đến 35 độ C thoải mái. Đã có thể Asmites thực sự du hành từ trái đất đến mặt trăng, tồn tại hơn 2 năm tiếp xúc với bức xạ vũ trụ ở đó. Nhiệt độ cực cao và cực thấp, dao động từ khoảng 120 độ C đến khoảng âm 150 độ C và hoàn toàn không có nước, chỉ để hồi sinh một khi được đưa trở lại môi trường sống trên cạn quen thuộc. Và tại sao hồi đó các nhà khoa học và kỹ sư thậm chí còn nghĩ đến một khả năng như vậy? Ngay cả trước khi NASA ra đời, cộng đồng khoa học quốc tế đã thảo luận về khả năng tồn tại sự sống ngoài trái đất và các bước có thể được thực hiện để ngăn ngừa ô nhiễm qua lại. Tương ứng, việc vận chuyển sự sống vi sinh vật trên cạn tới môi trường ngoài trái đất trong quá trình khám phá hệ mặt trời và sự trở lại trái đất của sự sống vi sinh vật ngoài trái đất nếu nó tồn tại trong các mẫu được mang về từ các thiên thể trong hệ mặt trời. Trong những ngày đầu lập kế hoạch cho các sứ mệnh của Apollo lên mặt trăng, NASA coi việc bảo vệ trái đất khỏi khả năng bị ô nhiễm bởi sinh học ngoài trái đất là một vấn đề sức khỏe cộng đồng do đó cơ quan đã giải quyết những lo ngại về khả năng ô nhiễm trở lại bằng cách lập kế hoạch kiểm dịch các phi hành gia và các mẫu vật liệu trở về từ mặt trăng một yếu tố chính của chương trình cách ly apollo là việc xây dựng phòng thí nghiệm tiếp nhận mặt trăng lrl tại trung tâm tàu vũ trụ có người lái của NASA msc nay là trung tâm không gian Johnson để chứa và phân tích các mẫu mặt trăng. NASA đã thiết lập chính sách khử nhiễm bằng tàu vũ trụ không người lái vào năm 1963 dựa trên sự chấp nhận của quan điểm khoa học rằng các điều kiện bề mặt mặt trăng sẽ giảm thiểu sự sinh sản của các vi sinh vật trên cạn đã biết và nếu sự xâm nhập dưới bề mặt của các sinh vật sống được là do tác động của tàu vũ trụ sự sinh sôi nảy nở sẽ vẫn được bản địa hóa cao. Tuy nhiên, các tàu vũ trụ lên mặt trăng phải tuân theo các quy trình khử nhiễm được quy định trong chính sách này, được áp dụng cho các sứ mệnh mặt trăng của Surveyor. Đến năm 1967, NASA đã từ bỏ mục tiêu khử trùng cho các sứ mệnh trên mặt trăng và áp dụng chính sách cách ly mặt trăng để ngăn chặn sự ô nhiễm của trái đất bởi sự sống ngoài trái đất. Với bối cảnh đó đã được thiết lập, câu chuyện này giờ đây có thể tiến nhanh sang thế kỷ 21. Tôi bắt đầu tiến hành nghiên cứu truyền thông cho chương trình bảo vệ hành tinh NASA vào năm 2002. Trong một bản ghi nhớ ngày 10 tháng 12 năm 2002, trả lời câu hỏi của tôi về câu chuyện của S. Maitis như một kẻ sống sót trên mặt trăng, như đã báo cáo trên các trang web khác nhau. Viên chức bảo vệ hành tinh Rommel cho biết, tuyên bố về vi khuẩn Streptococcus mitis sống sót trên mặt trăng trong thần máy ảnh Surveyor gần như chắc chắn, không chính xác. Việc phát hiện S. mitis trong thần máy ảnh là chủ đề của hai bài thuyết trình tại Hội nghị Khoa học Mặt trăng năm 1970, nhưng không có bài báo nào đưa ra kết quả đó vào thời điểm đó, cũng như chưa từng có. Các bài báo gốc đã được trích dẫn bởi Jerry Taylor trong đánh giá hàng năm về vi sinh vật học năm 1972 và được đưa vào tài liệu được bình duyên theo cách đó. Rommel nói với tôi rằng, vào năm 1998, anh ta đã liên lạc với nhà khoa học của dự án khảo sát JPL, Leonard Schaff, về tuyên bố kẻ sống sót này. Và Schaff đã nói với anh ta, có một đoạn phim về quy trình lấy mẫu máy ảnh, và những người lấy mẫu đã vô tình phá hỏng quy trình vô trùng bằng cách đặt dụng cụ lấy mẫu của họ bên ngoài tụ hút vô trùng Jeff đã chuyển cho Rumble một tin nhắn mà anh đã nhận được từ đồng nghiệp Richard Green RH Green của Natural Fevero và Green về phân tích LRL của máy ảnh Sevilla 3 Green đã nói với Jeff Bạn đã đúng Việc lấy mẫu máy ảnh bị nghi ngờ Tôi đã quay phim của toàn bộ quy trình và nó cũng hiển thị trên đó Tôi tin rằng tôi vẫn còn bộ phim ở đâu đó trong kho. Nếu nó hữu ích, tôi có thể thử và tìm thấy nó. Rommel nói với tôi, dự đoán tốt nhất của anh ấy là con bọ này không bao giờ sống sót ngay cả khi đi ra ngoài, chứ đừng nói đến việc ở lại bề mặt mặt trăng. Năm 2004, tại một hội nghị khoa học về sinh vật học vũ trụ được tổ chức tại Trung tâm Nghiên cứu Ames của NASA ở Moffett Field, California ramo đã có một bài thuyết trình với tựa đề Strap, Lice và phim 16mm, Asmites đã sống sót trên mặt trăng. Có nên cho phép con người lên sao hỏa? Trong bài nói chuyện của mình, ramo đã cân nhắc xem liệu các quy trình đủ nghiêm ngặt có được tuần thủ để ngăn ngừa ô nhiễm vi sinh vật trong quá trình thu thập, phân phối và phân tích máy ảnh Surveyor 3 hay không mổ xẻ tuyên bố của michel và Alice về kẻ sống sót Asmitis. Ông xác định rằng câu trả lời là không, và khẳng định rằng sự phát triển của vi sinh vật mà họ đã báo cáo là sản phẩm của sự nhiễm khuẩn trong phòng thí nghiệm trong quá trình phân tích. Một bài báo về các nghiên cứu ô nhiễm sinh học của các địa điểm hạ cánh trên mặt trăng được xuất bản năm 2004 do Rumble đồng ủy quyền và được xuất bản trên tạp chí Sinh vật học quốc tế cũng thách thức tuyên bố này như sau. Một gợi ý rằng vi khuẩn có thể tồn tại trên mặt trăng được đưa ra khi phi hành đoàn của Apollo 12 quay trở lại trái đất với các thành phần được lựa chọn từ tàu thăm dò Surveyor 3 không người lái, bao gồm cả camera đã trải qua hơn 2 năm trên bề mặt mặt trăng. Các nhà khoa học làm việc tại phòng thí nghiệm tiếp nhận mặt trăng LRL tuyên bố đã phân lập được một đàn vi khuẩn Streptococcus mitis sống sót từ một mẫu bọt được thu thập bên trong vỏ máy ảnh. Tuy nhiên, tất cả các thành phần khác của máy ảnh, bao gồm cả phần bên trong của cáp điện, đều không chứa vi khuẩn trên cạn, cũng như S. mitis không được tìm thấy trong máy ảnh thử nghiệm chưa từng lên mặt trăng. Trong khi đó, có ý kiến cho rằng có bằng chứng chụp ảnh cho thấy những vi khuẩn này không tồn tại trên mặt trăng mà thay vào đó đã được phân lập do sự ô nhiễm trong phòng thí nghiệm của miếng bọt trong quá trình phân tích ở LRL. Tuy nhiên, cuộc tranh cãi về vi khuẩn Surveyor 3 cho thấy sự nhầm lẫn tiềm ẩn liên quan đến ô nhiễm sinh học trên cạn có thể dẫn đến sự phát hiện sự sống dương tính giả. Các cuộc điều tra vi sinh trong tương lai về các vật liệu của Apollo đã lưu lại trên mặt trăng hơn 30 năm, có thể giúp giải quyết vấn đề của Surveyor 3 cũng cần nhấn mạnh rằng, ngay cả khi vi khuẩn do tàu vũ trụ cung cấp trên mặt trăng bị vô hoạt hoặc khử trùng trên mặt trăng, do điều kiện bề mặt khắc nghiệt, các hợp chất hữu cơ từ tế bào chết sẽ vẫn còn và có thể để lại dấu ấn sinh học trong các mẫu mặt trăng quay trở lại trái đất. Năm 2006, tôi bắt đầu khám phá câu chuyện về Asmites trên mặt trăng một cách nghiêm túc. Lần đầu tiên, tôi tìm kiếm tài khoản trên World Wide Web sau đây là một số điểm nổi bật. Bắt đầu với những gì có vẻ là nguồn chính thức của NASA. Vào ngày 23 tháng 5 năm 2006, trên trang web của Trung tâm Chuyến bay không gian Goddard của NASA, tôi tìm thấy câu hỏi khoa học trong tuần sau đây do nhà khoa học hành tinh David Williams thuộc Trung tâm Dữ liệu Khoa học Không gian Quốc gia của NASA cung cấp. Liệu có thể có bất cứ thứ gì từ trái đất có thể sống trên mặt trăng không? Câu trả lời ở đây là có. Phiên bản Michelle và Alice của câu chuyện về Asmatis được tái hiện ở đây. Các nhà khoa học kết luận rằng Asmatis đã ở bên trong máy ảnh ban đầu và đã cố gắng sống sót trên mặt trăng trong một năm rưỡi. Đồng thời, trên trang web của NASA do Trung tâm Chuyến bay Vũ trụ Marshall duy trì, tôi đã tìm thấy một bản tường thuật chi tiết hơn nhiều về phiên bản Michelle và Alice về câu chuyện của S. Mitis trên mặt trăng. Được đặt tên vào năm 1998 và có tiêu đề Vì khuẩn trái đất trên mặt trăng, ba thập kỷ sau khi Apollo 12, một thuộc địa đáng chú ý của những kẻ sống sót trên mặt trăng, được tái khám phá. Tài khoản này đã đưa tin về một kẻ vô tình trốn lậu, Streptococcus mitis, kẻ sống sót duy nhất được biết đến trong chuyến du hành không gian không được bảo vệ làm thế nào mà chiến công đáng chú ý này về sự sống sót chỉ được thực hiện bởi Streptococcus mitis? Nhưng tầm quan trọng của việc một sinh vật sống sót được gần 3 năm trong môi trường mặt trăng khắc nghiệt giờ chỉ có thể được đặt vào quan điểm. Sau 3 thập kỷ của cuộc cách mạng sinh học trong việc hiểu sự sống và các điều kiện thuận lợi của nó, một hồ sơ khác của NASA được tìm thấy trực tuyến Nhật ký bề mặt mặt trăng của Apollo 12, miệng núi lửa và Surveyor 3. Bao gồm bản ghi cuộc trò chuyện của các phi hành gia Apollo 12 Conrad và Bean khi họ ở trên bề mặt mặt trăng, cùng với bình luận sau chuyến bay từ họ và những người khác mà họ đề cập đến câu chuyện của Assemites trên mặt trăng. Trong các bình luận trên trang post flight, Conrad nói: "Thứ có vi khuẩn trong đó là máy quay phim Lớp số ở giữa lớp vỏ bên trong và bên ngoài. Có một báo cáo về điều đó. Tôi luôn nghĩ điều quan trọng nhất mà chúng tôi từng tìm thấy trên toàn bộ mặt trăng là những con vi khuẩn nhỏ bé đã quay trở lại và sống và không ai từng nói về điều đó. Trong các bình luận của mình, Marv Hyde, cộng tác viên của Lunar Surface Journal, trích dẫn báo cáo của NASA, phân tích vật liệu và ảnh của Surveyor 3 do Apollo 12 trả về cho biết sự tồn tại của vi sinh vật đã được dự đoán trước vào thời điểm Surveyor 3 được phóng lên. Ông lưu ý rằng các vi khuẩn được Michelle và Ellis xác định trong trường báo cáo của họ là S. được nuôi cấy từ mẫu 32, được chiết xuất từ chất cách nhiệt bọt, được sử dụng giữa hai tấm nhôm của bản mạch camera và được chiết xuất qua một lỗ ban đầu được cắt để đặt linh kiện điện tử. Người ta ước tính rằng có từ 2 đến 50 tế bào được phân lập từ mẫu bọt. Có một cuộc thảo luận quan trọng trong báo cáo của NASA về việc làm thế nào nó có thể sống sót. Trong bài bình luận của mình, Ken Clover, cộng tác viên tạp chí lưu ý, có một khả năng rõ ràng là các vi khuẩn được tìm thấy trong máy quay phim Surveyor đã đến đó do ô nhiễm sau chuyến bay. Kể từ năm 2004, người ta thường chấp nhận rằng lịch sử của các vi khuẩn cụ thể được tìm thấy trong các bộ phận của Surveyor 3 sẽ không bao giờ được giải quyết. Tôi cũng đã tìm thấy một tài liệu giáo viên trong lớp học dành cho lớp 9 đến 12. Tất cả về vi khuẩn, được phát triển cho một dự án do NASA tài trợ, hiện đã không còn tồn tại, có tên là NASA Explores, mô phỏng lại câu chuyện kẻ sống sót này. Phần bổ sung cho chương trình giảng dạy này bao gồm Q&A sau. Tàu thăm dò không người lái nào đã vô tình mang vi khuẩn Streptococcus mitis lên mặt trăng vào năm 1967. Làm thế nào vi khuẩn được quay trở lại trái đất? Surveyor 3 đã mang vi khuẩn lên mặt trăng và phi hành đoàn của Apollo 12 đã đưa nó trở lại trái đất. Nguồn được cung cấp để trả lời câu hỏi này là câu chuyện NASA Marshall năm 1998 đã đề cập ở trên. Ngoài vũ trụ trên trang web của NASA, tôi đã tìm thấy các tài khoản khác. Ví dụ, thông tin sau đến từ một mục nhập reference.com trên Surveyor 3. Tuy nhiên, có lẽ phát hiện đáng chú ý nhất của Surveyor 3 là hoàn toàn là một tai nạn. Một loại vi khuẩn phổ biến, Streptococcus mitis, đã vô tình hiện diện bên trong máy ảnh của tàu vũ trụ khi phóng khoảng 50 đến 100 vi khuẩn sống sót trong môi trường khắc nghiệt này trong 3 năm. Được phát hiện khi tàu Apollo 12 đưa máy ảnh trở lại trái đất. Phát hiện này, mặc dù tương đối ít được chú ý vào thời điểm đó, đã cung cấp một số tin cậy cho ý tưởng về bệnh Panspermia liên hành tinh. Nhưng quan trọng hơn, khiến NASA áp dụng các quy trình phi sinh học nghiêm ngặt cho các tàu thăm dò không gian để ngăn chặn sự ô nhiễm của sao hỏa và các thiên thể khác bị nghi ngờ có các điều kiện thích hợp cho sự sống. Đáng kể nhất là tàu vũ trụ Galileo đã bị khử mùi để tránh tác động đến Europa. Tôi cũng đã tìm thấy một diễn đàn độc giả thú vị được tổ chức bởi dịch vụ tin tức web space.com vào năm 2004 về chủ đề Các sinh vật có thể tồn tại trong môi trường không gian. Độc giả nghiêng về phía có, và một số người lặp lại câu chuyện về Asmites sống sót trên mặt trăng. Tổ tiên vũ trụ Một trang web được duy trì bởi một người ủng hộ lý thuyết bệnh bạch cầu, cũng kể lại câu chuyện trong một mục có tên Bacteria, the Space Colonists. Theo tài khoản này, Asmites đã sống sót được 31 tháng trong chân không của bầu khí quyển mặt trăng. Ghi nhận quan điểm mạnh mẽ của Panspermia rằng, khi vi khuẩn đầu tiên xâm chiếm trái đất gần 4 tỷ năm trước theo tiêu chuẩn của chúng ta nó là một nơi thù địch mục tiếp tục trích dẫn các tài khoản về vi khuẩn sống sót ở dạng bào tử với hàng chục triệu trong nhiều năm ở đây câu chuyện về asmites sống sót sau một thời gian trên mặt trăng đã được sử dụng để củng cố cho trường hợp gieo mộng sự sống trên trái đất từ ngoài không gian một mục nhập trên trang web của Viện Hành tinh và Mặt trăng về phân tích Apollo 12 Surveyor 3 nêu rõ. Một khía cạnh đặc biệt quan trọng của phân tích Surveyor 3 là tìm kiếm vật liệu sống trên tàu vũ trụ. Surveyor đã không được khử trùng trước khi phóng và các nhà khoa học muốn biết liệu các vi sinh vật trên cạn có tồn tại được 2 năm rưỡi trong không gian hay không. Một nhóm nghiên cứu đã tìm thấy một lượng nhỏ vi khuẩn Streptococcus mitis trong một miếng bọt từ bên trong máy quay. Họ tin rằng những vi khuẩn này đã sống sót ở vị trí này từ trước khi phóng. Một nhóm nghiên cứu khác không tìm thấy bằng chứng về sự sống bên trong một đoạn dây cáp điện. Một số người có liên quan đến việc quản lý vật liệu của Surveyor 3 đã gợi ý rằng một phát hiện tích cực về sự sống có thể là kết quả của sự nhiễm bẩn ngẫu nhiên của vật liệu sau khi nó được quay trở lại trái đất. Theo yêu cầu của Ramo, vào năm 2006, tôi bắt đầu liên hệ với những người tại trung tâm không gian Johnson của NASA, những người có thể biết điều gì đó về phân tích máy ảnh Surveyor 3. Ramo nói với tôi rằng Judith Alton, một giám tuyển của văn phòng thu nhận và tuyển chọn vật liệu thiên văn của JSC, được báo cáo là có một danh sách các bản ghi phim và ảnh về cuộc phân tích. Vì vậy, tôi đã liên hệ với cô ấy lần đầu tiên. Orton cuối cùng đã tìm thấy danh sách viết tay của cô ấy và cung cấp cho chúng tôi. Người phụ trách vật liệu vũ trụ của công ty cổ phần Carlton Allen đã giới thiệu chúng tôi với John F. Lindsay tại Trung tâm Nghiên cứu Vũ trụ Tiên Tiến của Viện Mặt Trăng và Hành Tinh để được trợ giúp trong cuộc điều tra của chúng tôi. Lindsay khuyên rằng anh ấy là một phần của nhóm kiểm tra sơ bộ trên Apollo 12. Vì vậy, hãy có một số cảm nhận theo cách mà mọi thứ đã diễn ra và sẽ làm việc trên dữ liệu một lần nữa. Tôi đã tạm dừng nghiên cứu của mình về vấn đề này vào cuối năm 2006 khi Rumble từ chức nhân viên bảo vệ hành tinh để trở thành nhà khoa học cấp cao về sinh vật học vũ trụ của NASA. Năm 2008, Rommel rời NASA để đến Đại học East Carolina và John Lindsay qua đời. Tuy nhiên, Rommel dường như quyết tâm chứng minh rằng asthmitis thực ra là sự ô nhiễm trong phòng thí nghiệm. Cuối cùng thì Rommel, Alton và John Morrison đã hoàn thành một cuộc điều tra về vấn đề này, và Rommel đã báo cáo kết quả của họ tại một hội thảo vào năm 2011. Như đã nói ở trên, một số vi khuẩn sống sót trong điều kiện môi trường không có lợi cho sinh sản bằng cách hình thành bào tử. Ở dạng bào tử, vi khuẩn không hoạt động nhưng không chết và khi điều kiện sống được cải thiện, bào tử có thể thay đổi hình thức và bắt đầu sinh sản trở lại. Một vi khuẩn hình thành bào tử có thể sống sót khi nhiệt độ thay đổi từ 120 độ C đến âm 150 độ C. Mặc dù lặp đi lặp lại chu trình quay vòng đến 120 độ C sẽ có tác dụng tiêu diệt, Rommel cho biết tại hội thảo. Tuy nhiên, Asmitis không phải là vi khuẩn hình thành bào tử và các vi sinh vật không sinh bào tử nhạy cảm hơn với sự thay đổi nhiệt độ, ngay cả trong điều kiện chân không. Theo hồ sơ của NASA, máy ảnh Surveyor 3 đã đạt nhiệt độ tối đa khoảng 70 độ C trên mặt trăng. Hồ sơ của NASA cũng cho thấy Asmitis đã bị cách ly khỏi phi hành đoàn Apollo 12 trong cuộc kiểm tra vi sinh vật thông thường. Cuộc điều tra của nhóm đã xác minh rằng không có vi khuẩn sống sót nào được phân lập từ cáp Surveyor 3 hoặc từ bất kỳ mẫu bề mặt Apollo nào được trả về trái đất và không có vi khuẩn sống sót nào được phân lập từ 10 trong số 11 vị trí lấy mẫu, 32 trong số 33 mẫu trong thân máy ảnh trong khi vi khuẩn được phân lập từ camera kiểm soát mặt đất của Surveyor 3 với số lượng nhỏ tại 6 địa điểm, thì không có S. nào sống được từ nó. Tuy nhiên, điều khiến cuộc điều tra của bộ ba trở nên khó khăn là vào năm 2010, họ đã tìm thấy các bản ghi phim 16mm về phân tích máy ảnh Surveyor 3 năm 1970 tại LRL, đang mòn mỏi trong một kho lưu trữ ở Maryland cả ba nhà nghiên cứu đã xem và phân tích các bộ phim và nó không đẹp bramble báo cáo nếu các giám khảo của american idol trên truyền hình xem các màn trình diễn vi sinh trong trường hợp này thì những người đó sẽ bị loại sớm anh nhận xét morrison nhận xét bối cảnh chung không cho thấy nhiều niềm tin vào đề xuất rằng ô nhiễm đã không xảy ra các bộ phim cho thấy các kỹ thuật viên phòng thí nghiệm làm việc trong trang phục tay ngắn chỉ bịt miệng và mũi bằng khẩu trang tại một số thời điểm họ cũng làm việc bằng tay không nhiều rammel đã quan sát sau tất cả những điều đó làm thế nào bạn có thể chắc chắn vi khuẩn của bạn đến từ đâu cụ thể hơn morrison đã xác định chính xác điểm bất thường trong việc lấy mẫu bọt máy ảnh tất cả các mẫu đó đều được chụp bằng khu vực lấy mẫu máy ảnh ở bên trái của người xem trước khi lấy mẫu bọt một công nhân đưa phần trên của mình vào. Buồn được cho là sạch và có chứa máy ảnh, và kiểm tra trực quan mặt của máy ảnh hướng về phía bộ lọc của buồn và cách xa người xem. Anh ta quay mặt vào mặt khuất của gói thiết bị điện tử của máy ảnh và xem xét nó. Có lẽ để lộ nó ra khỏi sự hô hấp của mình. Sau khi rút khỏi buồn, máy ảnh được xoay sao cho mặt hướng về phía bộ lọc của buồn và được nhân viên kiểm tra bây giờ là khuôn mặt có thể nhìn thấy và các khu vực lấy mẫu máy ảnh giờ ở bên phải của người xem. Ngay sau khi quay camera, các mẫu số được chụp. Việc thu thập mẫu bọt kết thúc bài thực hành lấy mẫu. Các mẫu bọt được lấy lần cuối. Điều này đặt ra một câu hỏi nghiêm túc. Bởi vì người công nhân đưa phần trên của mình vào buồng và đối diện trực tiếp với khu vực lấy mẫu bọt, có thể, tiếng thở ra của anh ta đã động lại trên máy ảnh, bao gồm cả bọt, gây nhiễm bẩn. Đồng tình với đánh giá của Morrison, Orton lưu ý. Đối với quy trình chung, tôi sẽ nói thêm rằng, những người tham gia đã mặc áo sơ mi ngắn tay, do đó cánh tay bị lộ ra ngoài. Ngoài ra, phần cổ tay của áo sơ mi có thể sẽ hoạt động như một ống thổi cho các hạt từ bên trong áo sơ mi Chúng tôi không thấy Jeep đã được xử lý như thế nào trước khi lấy mẫu. Vào ngày 2 tháng 5 năm 2011, nhà văn hàng không vũ trụ Leonard David đã báo cáo về những phát hiện của ramo và Cộng sự trên trang web tin tức Space.com. Trong bài báo này, câu chuyện về Asmites trên mặt trăng được báo cáo là một chút về văn hóa dân gian đáp xuống mặt trăng của Apollo, mà giờ đây dường như là một chuyện không có hậu. Rommel nói với David, tuyên bố rằng một vi khuẩn sống sót sau 2,5 năm trên mặt trăng là mỏng manh, tốt nhất là theo tiêu chuẩn thời đó. Tuyên bố này chưa bao giờ được thông qua bình duyệt, nhưng vẫn tồn tại trên báo chí và trên Internet kể từ đó. Có vẻ như việc tranh luận giữa Michelle và yêu sách của Alice đã có một số ảnh hưởng đến hồ sơ công khai. Công việc của Rommel Alton và Morrison về trường hợp Asmitis trên mặt trăng đang dần dần làm suy yếu tuyên bố ban đầu của Michelle và Alice. Trong khi vào năm 2006, tôi đã tìm thấy nhiều trang web mô phỏng lại câu chuyện của Asmitis, kẻ sống sót trên mặt trăng, vào năm 2012. Tôi chỉ thấy một số ít gắn bó với câu chuyện. Vào năm 2006, tôi đã liên hệ với David Williams của NASA Goddard để thông báo rằng tuyên bố mà anh ấy đã báo cáo trên web đã bị tranh cãi. Một lần tìm kiếm trang này vào năm 2012 cho thấy nó không còn tồn tại. Vào năm 2012, tại một nhập trực tuyến của reference.com cho Surveyor 3, tài chính URL mà tôi đã kiểm tra vào năm 2006, một câu chuyện khác về Asmites trên mặt trăng đã xuất hiện như sau. Người ta tuyên bố rộng rãi rằng một loại vi khuẩn phổ biến Streptococcus mitis, đã vô tình làm nhiễm bẩn máy ảnh của tàu vũ trụ trước khi phóng và sống sót trong môi trường khắc nghiệt này trong 2 năm rưỡi. Được phát hiện khi Apollo 12 đưa máy ảnh trở lại trái đất vào năm 1969. Điều này tuyên bố đã được trích dẫn là cung cấp sự tin cậy cho ý tưởng về bệnh Panspermia liên hành tinh. Nhưng quan trọng hơn đã khiến NASA áp dụng các quy trình phi sinh học nghiêm ngặt cho các tàu thăm dò không gian để ngăn chặn sự ô nhiễm của sao hỏa và các thiên thể khác bị nghi ngờ có điều kiện thích hợp cho sự sống. Đáng kể nhất là tàu vũ trụ Galileo bị khử mùi để tránh tác động đến Europa. Tuy nhiên, các quan chức NASA hiện không cần ủng hộ tuyên bố này nữa. Tại thời điểm viết bài này, một nhập trên web của Viện Mặt Trăng và Hành Tinh về việc phân tính các thành phần của Surveyor 3 vẫn giữ nguyên vào năm 2012. Nó đã không được sửa đổi kể từ khi nó được đăng trực tuyến vào năm 1998. Vì vậy, vào năm 2012, ít nhất một trang web NASA.gov tiếp tục báo cáo rằng s đã thực sự tồn tại trong 31 tháng trên mặt trăng, quay trở lại trái đất và sống lại. Với tính chất linh hoạt của nội dung Internet, có vẻ như hồ sơ công khai cuối cùng có thể phản ánh rằng tuyên bố của Michelle và Alice về Asmites trên mặt trăng. Tốt nhất là tuyên bố và không phải là sự thật đã được chứng minh, và tệ nhất là khẳng định mất uy tín. Một bộ phận của văn học mà tôi chưa xem qua và đáng xem là sách giáo khoa. Sẽ mất thời gian để quan sát xem hồ sơ khoa học có thể được sửa chữa hay không và bằng cách nào. Có lẽ trong một cuộc đánh giá hàng năm khác, nghiên cứu được mô tả trong chương này là một trường hợp đặc biệt trong việc xây dựng xã hội của các sự kiện khoa học nói cho thấy làm thế nào một tuyên bố trở thành một sự thật được chấp nhận rộng rãi mà không cần vượt qua bài kiểm tra đánh giá đồng cấp cách các tuyên bố phản đối ban đầu thách thức tình trạng của khiếu nại đầu tiên như một thực tế dường như không đăng ký với đối tượng chuyên gia và không chuyên gia làm thế nào mà một yêu sách phản tố muộn hơn và có lẽ mạnh mẽ hơn cuối cùng đã dẫn đến một trường hợp vững chắc chống lại yêu cầu đầu tiên, với bằng chứng trực quan đóng một vai trò quan trọng. Và do đó, khiếu nại đầu tiên dường như mất đi vị thế là sự thật. Rommel và các đồng nghiệp của ông quan tâm đến trường hợp này như một trường hợp minh họa tầm quan trọng của việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình và chính sách bảo vệ hành tinh. Bảo vệ hành tinh là điều cần thiết để bảo tồn môi trường ngoài trái đất trong điều kiện nguyên sơ của chúng để khám phá khoa học và các yêu cầu bảo vệ hành tinh để khám phá hệ mặt trời, các nhiệm vụ nhằm ngăn chặn bất kỳ sự ô nhiễm nào có thể che khuất cơ hội tìm thấy bằng chứng về sự sống ở nơi khác. Với việc nhiều địa điểm trong hệ mặt trời của chúng ta đang được khám phá như những môi trường có thể sinh sống được và việc trả mẫu sao Hỏa vẫn là ưu tiên hàng đầu của cộng đồng khoa học vũ trụ. Việc bảo vệ hành tinh là một mối quan tâm đang diễn ra Viễn cảnh đưa con người tới các môi trường ngoài trái đất có thể sinh sống được cho sự sống trên trái đất, làm phức tạp hơn rất nhiều nhiệm vụ tuân thủ các yêu cầu bảo vệ hành tinh. Các thí nghiệm trên không gian được thực hiện trong thời kỳ tàu con thoi đã chỉ ra rằng một số vi khuẩn trên cạn, mặc dù không phải Asmites, có thể sống sót khi tiếp xúc với môi trường không gian. Và trong những năm gần đây, nghiên cứu vi sinh đã tiết lộ mức độ mà con người chứa đầy vi khuẩn sống. Dự án hệ vi sinh vật ở người của Viện Y tế Quốc gia với mục tiêu là mô tả đặc điểm của các cộng đồng vi sinh vật được tìm thấy ở một số vị trí khác nhau trên cơ thể người, bao gồm đường mũi, khoang miệng, da, đường tiêu hóa và đường tiết niệu, đã mang lại kết quả hấp dẫn. Theo Today's Online Textbook of Bacteriology, một người trưởng thành chứa khoảng 1 vi khuẩn trên da, 1.010 trong miệng và 1014 trong đường tiêu hóa. Nhân tiện, sách giáo khoa này cũng lưu ý, vì khuẩn chủ yếu trong khoang miệng và màng nhầy bao gồm liên cầu asmitis thường được tìm thấy ở họng và miệng cùng những vị trí khác. Tại hội nghị năm 2011, nơi Rumble và những người khác đã trình bày kết quả điều tra của họ. Các nhà quản lý vật liệu vũ trụ của công ty cổ phần Carlton Allen, Judy Alton và các đồng nghiệp đã báo cáo về các bài học kinh nghiệm từ kinh nghiệm quản lý vật liệu ngoài trái đất, bao gồm cả bài học này. Các mẫu sẽ không bao giờ sạch hơn các công cụ và thùng chứa được sử dụng để thu thập, vận chuyển và lưu trữ chúng. Điều quan trọng là phải thiết kế và giám sát việc kiểm soát ô nhiễm của tàu vũ trụ trong quá trình sản xuất và vận hành. Trong một bài thuyết trình khác tại hội nghị, người phụ trách vật liệu vũ trụ của JSC, Michael Olszewski và nhà khoa học NASA Scott Sanford đã báo cáo một số bài học kinh nghiệm từ các sứ mệnh trả mẫu gần đây. Stardust đã thu thập và trả lại các mẫu bụi sao chổi và bụi của các vì sao, và Hayabusa đã thu thập và trả lại các mẫu từ tiểu hành tinh Itokawa. Ba nhiệm vụ này đã gặp phải các vấn đề ô nhiễm khác nhau trước khi phóng, trong quá trình phục hồi và trong các quá trình phân tích và quản lý. Ví dụ, Phương tiện thu nhận bụi aerogel của Stardust đã bị ô nhiễm đáng kể trong quá trình sản xuất, theo Zelensky và Sanford. Các hoạt động phòng sạch của NASA đã phát triển đáng kể kể từ năm 1970, kể từ những ngày phân tích camera của Surveyor, khi các kỹ thuật viên phòng sạch mặc áo tay ngắn để hở cánh tay trần, đội mũ che kín đỉnh đầu nhưng không che hết tóc và khẩu trang chỉ che mũi và miệng theo yêu cầu bảo vệ hành tinh ngày nay của bộ quần áo thỏ cho các hoạt động phòng sạch, bao gồm và chứa toàn bộ cơ thể. Ngày nay, giới khoa học nhất trí rằng không có khả năng các vi sinh vật trên cạn có thể tồn tại và phát triển trên mặt trăng. Và sự đồng thuận này được phản ánh trong chính sách bảo vệ hành tinh của NASA đối với mặt trăng. Trong đó chỉ định các sứ mệnh của robot tới mục tiêu này là loại 2, tức là hướng đến một cơ quan có mối quan tâm đáng kể liên quan đến quá trình tiến hóa hóa học và nguồn gốc của sự sống. Nhưng chỉ có khả năng từ xa rằng, sự ô nhiễm do tàu vũ trụ mang theo có thể ảnh hưởng đến các cuộc điều tra trong tương lai. Trong những môi trường như vậy, ô nhiễm chuyển tiếp không phải là một mối quan tâm. Tuy nhiên, có một mối lo ngại rằng, trong môi trường ngoài trái đất, nơi có thể tồn tại nước lỏng, chẳng hạn như trên một số vùng của sao hỏa, vi khuẩn trên cạn có thể phát triển và nhân rộng. Trong những trường hợp này, ô nhiễm chuyển tiếp là một mối quan tâm nghiêm trọng và các yêu cầu bảo vệ hành tinh đối với các sứ mệnh tới những môi trường này rất nghiêm ngặt. Năm 2005, theo yêu cầu của NASA, một ủy ban đặc biệt của Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Hoa Kỳ NRC đã xem xét các yêu cầu bảo vệ hành tinh đối với các sứ mệnh tới sao hỏa dựa trên bằng chứng mới được thu thập bởi các sứ mệnh gần đây rằng sao hỏa có lượng nước lỏng lớn trên bề mặt của nó lên tới hàng tỷ cách đây nhiều năm. Bao gồm các dấu hiệu về hoạt động nước lỏng gần đây có thể xảy ra trên bề mặt sao hỏa và do đó khuyến cáo cần thận trọng hơn nữa. Đối với các sứ mệnh đến các vùng của sao hỏa, nơi các vi sinh vật trên cạn có thể tồn tại và phát triển hoặc nơi có thể có sự sống bản địa NRC khuyến nghị nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa đặc biệt. Với Curiosity, phòng thí nghiệm sinh học thiên văn đầu tiên của NASA trên sao Hỏa, tìm kiếm bằng chứng về khả năng sinh sống trong quá khứ hoặc hiện tại trên hành tinh này. Các câu hỏi sẽ tiếp tục được đặt ra từ báo chí, công chúng và cộng đồng khoa học về khả năng tìm thấy sự sống trên sao Hỏa hoặc ở ngoài Trái Đất khác. Các môi trường với tất cả rác trên mặt đất mà các cơ quan vũ trụ của Hoa Kỳ và Liên Xô hoặc Nga đã gửi lên sao hỏa, có chủ đích và tình cờ kể từ những năm 1970. Một số người hoài nghi đã đặt ra câu hỏi liệu hành tinh này có thể đã bị ô nhiễm sự sống của trái đất hay không? Để bảo vệ hành tinh, câu chuyện về Asmites trên mặt trăng minh họa rằng vi khuẩn có ở khắp mọi nơi trên trái đất quy trình phòng sạch để xét nghiệm vi sinh vật không thể quá cẩn thận và phải lập hồ sơ tỉ mỉ và đầy đủ về các quy trình đó và bảo quản. Đối với lịch sử và xã hội học của khoa học, trường hợp này cho thấy làm thế nào mà một tuyên bố chưa bao giờ được bình duyệt chính thức lại trở thành một sự thật trong nhiều thập kỷ trước khi nó bị thách thức nghiêm trọng và làm thế nào nó lấy bằng chứng trực quan để cuối cùng đưa ra trường hợp mà nhiều nguồn đã đưa ra bằng lời nói. Nó cũng cho thấy cách các đường mòn trên giấy mà các nhà nghiên cứu muốn khai cuộc để tìm kiếm thông tin hiện đang xen kẽ với tài liệu kỹ thuật số có thể được thay đổi bất cứ lúc nào mà không để lại bất kỳ bản gì thay đổi nào có thể nhìn thấy được.